Bây giờ thế này nhá, đường ai người ấy đi, cơm ai người ăn, áo ai người ấy mặc, tôi không còn thích liên quan gì tới cuộc đời của cô nữa. Tại sao? Hết lòng xảo dưa lại lạc luộc với người ta thì tôi xin hỏi có mặn mà được không? Anh thì cũng vui chơi nhảy múa tối ngày, vợ con muốn gì anh đâu có hay, ngán ngẩm quá nên con này mới đi. Ở cái nhà này tôi cũng chẳng sung sướng gì, nếu mà anh thích thì chia ly cho lành. Không nói nhiều, cô đi đi cho khuất mắt tôi. Tôi cũng chẳng bó gì cái mặt anh đâu, ngoài kia trai tráng còn đầy, thiết tha gì cái loại gầy rơ xương. Thôi thôi, chúng mày cho mẹ ngửa tay xin, vợ chồng có vấn đề gì thì đóng cửa bảo nhau, chín bỏ làm 10. Giờ chúng mày có chuyện gì thì mấy đứa con nó khổ. Chúng nó cũng lớn cả rồi, khác biết tự lo thân, mẹ không phải suy nghĩ gì cả. Mày ngu lắm sỏ ơi, hai đứa mày chia ly kiểu gì chẳng tái hôn, vợ nọ con kia liệu có ra hồn. Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc đầy đủ cho các cháu. Bà ơi, con không muốn đi đâu. Con ốc của bà, đừng đi con ơi. Ôi giời ơi. Thôi, đi nhanh lên cho kịp chuyến đò, bịn dị làm cái gì? Mẹ ơi, mẹ bỏ con à. Em ốc ơi, đừng đi. Thôi, vào trong nhà đi, ỉ eo đau hết cả đầu. Con chào bà con đi. Nhanh nhanh cái tay lên, rồi đi nấu cám chân gà. Tối đến nơi rồi đây này, ăn thì giỏi, làm cái gì cũng lề mề. Con làm từ chiều đến giờ có nghỉ tay lúc nào đâu Dượng ơi. Mày còn cãi à? Mày không thích ở đây thì cút về bên kia với thằng bố mày mà ở. Nghe lời Dượng đi con. Con có cãi câu nào đâu. Mày nói thế, ý mày là tao đặt điều cho mày có đúng không? Bù láo hoàn cấp, tối nhịn đi. Anh làm gì mà nặng lời với con thế? Con cái gì? Đẻ ngày nào mà con? Làm nhanh lên. Bà ơi, con nhớ em ốc lắm. Lâu lắm cũng không thấy em nó biên thư về hỏi thăm. Để tí nữa bà bảo thằng bố mày đánh điện gọi em nó về chơi. Không biết ở bên đấy có yên vui hay lại bữa đói bữa no. Bu ơi, Có chuyện gì thế? Trong nhà không thể thiếu bóng dáng người phụ nữ. Sắp tới con sẽ tổ chức đám cưới với con thắm bán cá mắm ở làng bên. Mày làm sao thì làm, nhưng hãy nhớ là đừng bao giờ để cháu tao nó khổ. Con không thích đâu, con muốn mẹ của con cơ. Mày muốn có mẹ đúng không? Sang chỗ con ốc mà Sư bố nhà mày ngậm cái mồm vào. Cháu tao nó thiếu thốn tình thương đã khổ lắm rồi. Bà ơi, anh Ngao ơi. Cháu của bà, thế ai đưa con về đây?
Con đi bộ về. Ôi giời ơi, gần 20 cây số mà quốc bộ hả con? Khổ thân cháu bà quá. Thế mẹ con đâu mà không đưa con về? Dượng không cho mẹ đưa con về. Em Ốc ơi, sao lâu rồi không về chơi với anh? Đi học về là em phải cắt cỏ cho bò, nấu cám cho lợn, rồi chiều phải đi lái đò anh ơi. Sao lại phải làm nhiều như thế là thế nào? Dượng bắt con làm. Khác máu thì tanh lòng, không cùng máu mủ thì đừng hòng yên vui. Tao bảo mày có nghe đâu. Hai vợ chồng con không hợp thì phải chia tay thôi. Mẹ cũng đã nói với mày rồi đấy, cuộc đời dài ngắn ai hay, con người thì cũng có lúc này lúc kia. Đến với nhau đừng nghĩ tới chuyện chia lìa, chỉ khổ lũ trẻ thôi. Lũ trẻ lớn lên là phải có tình thương, cha mẹ tan nát đôi đường ai lo.